Thưa quý vị, Greenpeace sẽ kiện Nga tại Tòa án Nhân quyền châu Âu, tin từ Murmansk. Hôm nay, các đại diện của Greenpeace cho biết họ sẽ gửi thỉnh nguyện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu nếu chống án lên tòa phá án ở Murmansk về việc bắt giữ 30 nhà tranh đấu trên chiếc tàu Arctic Sunrise bị thất bại. Luật sư của các nhà tranh đấu, thủy thủ đoàn, nhà báo bị bắt.